Từng đau đớn thừa nhận bị con trai chế linh phụ bạc, cuộc sống hiện tại của Thanh Thanh Hiền ra sao? Mới đây, Thanh Thanh Hiền đăng tải trên fanpage hình ảnh hồi trẻ khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng về nhan sắc rực rỡ một thời. Nữ diễn viên chia sẻ mong ước, cũng đôi lần ta muốn mình trẻ lại để sống với đam mê thời ngây dại. Qua bức ảnh có thể thấy, nhan sắc tuổi đôi mươi của Thanh Thanh Hiền khi ấy được xếp vào hàng mỹ nhân. Cô sở hữu nước da trắng sáng, vóc dáng thon gọn, gương mặt thanh tú với sống mũi cao và các đường nét trên gương mặt hài hòa. So với nhan sắc ở độ tuổi 52 thì Thanh Thanh Hiền không mấy thay đổi. Cô được khán giả nhận xét mặn mà và quyến rũ hơn. Dưới phần bình luận, đoạn sau Việt và khán giả đã dành lời khen không ngớt của Thanh Thanh Hiền. Nghệ sĩ Vân Dung khen ngợi, ôi xinh quá chị ơi. Trung Rùi bình luận, tuyệt sắc giai nhân, xinh đẹp và dịu dàng, em vẫn như ngày xưa. Biển chiều đầy sóng vỗ, dễ thương quá em, tuyệt vời lắm chị gái ơi, xinh tươi hát hay và duyên dáng lại lắm tài xuất sắc luôn ý. Đẹp, vẫn lộng lẫy như xưa, làm bao nhiêu người say đắm. Xinh đẹp thành công trên con đường nghệ thuật là vậy, nhưng Thanh Thanh Hiền lại có hôn nhân không mấy viên mãn. Cô trải qua hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, trong đó có chuyện tình đặc biệt với con trai Chế Linh. Thanh Thanh Hiền từng có mối tình đẹp với Chế Phong, con trai của danh ca Chế Linh. Song cả hai chia tay sau 5 năm gắn bó. Tiết lộ về việc đổ vỡ hôn nhân lần hai, Thanh Thanh Hiền đau lòng cho biết do đối phương đã thay lòng đổi dạ, bản thân đã từng níu kéo hôn nhân nhưng bất thành. Bị Chế Phong phản bội, Thanh Thanh Hiền mạnh mẽ, quyết tâm xóa bỏ hình bóng người cũ bằng cách chặn hết liên lạc và chấp nhận để lại căn hộ do chính cô bỏ tiền túi ra mua cho con trai Chế Linh. Hiện tại, ở tuổi 52, Thanh Thanh Hiền chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, sống tự do và hạnh phúc bên con gái Tú Linh và Thái Phương.